Cả nhà ơi, hôm nay sĩ đặc sản tiếp tục về rất là nhiều rau tiếng vua sấy khô luôn. Thì hôm nay là shop vừa về là 20 thùng rau tiếng vua sấy khô nè. Thì hiện giờ thì shop đang bán sĩ là một cái thùng 5kg nha cả nhà. Thì cả nhà mình xem đây là cái loại rau tiếng vua sấy khô mà shop vừa mới về chiều nay luôn nè. Thì hiện giờ thì rau tiếng vua đang vào mùa nên giá của shop rất là cạnh tranh luôn. Thì sĩ cứ yên tâm đặt hàng ha, và để dành mình bán lâu dài. Thì cái loại rau tiếng vua này là hiện giờ là trên thị trường là đang bán rất là chạy luôn, nhu cầu rất là nhiều luôn, nhất là khách mua đi nước ngoài á. Thì cái rau tiếng vua sấy khô này là mình chỉ cần bảo quản ngăn mát thôi là mình có thể trữ lâu dài, mình kinh doanh lâu dài được nha sĩ ơi. Thì hiện giờ thì shop đang nhận sĩ là từ cái một cái thùng là 1kg, một cái thùng là 5kg đó, thì giá rất là cạnh tranh luôn. Thì shop mời sĩ lên đơn hàng hang. Thì đây là rau tiếng vua sấy khô của shop nè, rất là tươi ngon, rất là xanh luôn, và cái màu rất là đẹp luôn hang. Rồi.